Trên thế giới, Phần Lan mong muốn gia nhập NATO cùng lúc với Thụy Điển. Ông Biden nói Mỹ sẽ không chuyển F-16 cho Ukraine. Mỹ ngừng cấp phép xuất khẩu cho Huawei của Trung Quốc. WHO nói COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tại Việt Nam, EU gỡ bỏ kiểm soát 4 loại rau gia vị, tiếp tục kiểm tra dư lượng bảo vệ thực vật với mì ăn liền. Giá xăng tăng gần 1.000 đồng một lít trong kỳ điều hành bất thường. Lãi suất huy động hạ nhiệt sau Tết, chuyên gia dự báo giảm dần suốt năm. Cần làm gì khi bị viêm họng, viêm thanh quản? Miền Bắc vẫn chìm sâu trong rét buốt dù có nắng, miền Nam nhiệt độ giảm sâu. Chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 31 tháng 1 của Khải Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin Phần Lan mong muốn gia nhập NATO cùng lúc với Thụy Điển. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này đang kiên trì với kế hoạch gia nhập NATO cùng lúc với nước láng giềng Bắc Âu Thụy Điển và hy vọng sẽ đạt được điều này chậm nhất vào tháng 7 năm nay. Thụy Điển và Phần Lan năm ngoái đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối. Ba quốc gia đã ký một thỏa thuận tại Madrid để tháo gỡ vướng mắc, nhưng tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ các cuộc đàm phán sau khi nổ ra các cuộc biểu tình ở Stockholm, bao gồm cả việc đốt kinh Koran. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã phát tín hiệu vào ngày 29 tháng 1 rằng Ankara có thể đồng ý để Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 1 cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, theo ông Haavisto, Phần Lan sẽ gắn bó với Thụy Điển, đối tác quân sự thân cận nhất của họ trong quá trình nộp đơn. Ông nói, mong muốn mạnh mẽ của chúng tôi vẫn là gia nhập NATO cùng với Thụy Điển. Các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 và nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ khó đạt được tiến triển trước thời điểm đó. Vào ngày 30 tháng 1, Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine tỏ ý muốn sở hữu trong cuộc chiến chống lại Nga. Giới chức Ukraine gần đây liên tục đề cập đến khả năng tiếp nhận tiêm kích phương Tây, trong đó có F-16, sau khi Mỹ cùng với đồng minh quyết định cung cấp hơn 300 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams và Leopard 2 đi ngược lại với những tuyên bố trước đó vài tháng. Tuy nhiên, Mỹ và các nước châu Âu chưa chuyển tiêm kích cho Ukraine do lo ngại nguy cơ leo thang chiến sự, bất chấp nhiều lần phá rào để viện trợ vũ khí hạng nặng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vào ngày 27 tháng 1 cũng bác khả năng chuyển tiêm kích cho Ukraine do đây là vũ khí phức tạp hơn xe tăng chủ lực cũng như có tầm hoạt động và hỏa lực khác hoàn toàn. Theo Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Feiner, Washington sẽ thảo luận về ý tưởng viện trợ tiêm kích một cách rất cẩn thận với Kiev và đồng minh. Giới chức Mỹ tuyên bố F-16 là tiêm kích phức tạp, phi công cần học lái trong nhiều tháng và yêu cầu bảo trì lớn. Điều này khó thực hiện tại Ukraine trong chiến sự diễn ra. Mỹ ngừng cấp phép xuất khẩu cho Huawei của Trung Quốc. Theo Reuters, vào ngày 30 tháng 1, chính quyền Biden đã ngừng phê duyệt giấy phép cho các công ty Hoa Kỳ xuất khẩu hầu hết các mặt hàng cho Huawei của Trung Quốc. Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm kiềm chế các công ty công nghệ Trung Quốc mà các quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ tin rằng đang hỗ trợ hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Các quan chức Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại vào năm 2019, hạn chế hầu hết các nhà cung cấp của Mỹ vận chuyển hàng hóa và công nghệ cho công ty trừ khi họ được cấp giấy phép. Giờ đây, Hoa Kỳ tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát để cắt đứt khả năng mua hoặc thiết bị chip bán dẫn của Huawei cung cấp năng lượng cho hầu hết các sản phẩm của họ. Tuy nhiên, trước đó, các quan chức Hoa Kỳ đã cấp giấy phép cho Huawei nhận một số sản phẩm. Ví dụ, các nhà cung cấp cho Huawei đã nhận được giấy phép trị giá 61 tỷ đô la để bán cho gã khổng lồ thiết bị viễn thông từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2021. Vào tháng 12, Huawei cho biết tổng doanh thu của họ là khoảng 91,53 tỷ đô la Mỹ, chỉ giảm nhẹ so với năm 2021 khi lệnh trừng phạt của Mỹ khiến cho doanh số của hãng giảm gần 1/3. WHO nói COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Cũng vào ngày 30 tháng 1, ông Tedros, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Phát biểu này được đưa ra sau khi cuộc họp lần thứ 14 của Ủy ban Khẩn cấp WHO kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Cho đến nay, các quốc gia báo cáo hơn 752 triệu trường hợp nhiễm, trong đó có hơn 6,8 triệu trường hợp tử vong. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều, đặc biệt là tại Trung Quốc. Ông Tedros thừa nhận rằng, hiện tại khi bước vào năm thứ tư của đại dịch, chúng ta đang trong tình trạng tốt hơn nhiều so với một năm trước khi làn sóng lây nhiễm do biến chủng Omicron bùng phát mạnh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 12 năm 2022, con số tử vong hàng tuần đã tăng lên. Trong 2 tháng qua, hơn 170.000 người đã thiệt mạng vì COVID-19. Tỷ lệ tử vong bắt đầu tăng nhanh trở lại, đặc biệt là do sự bùng phát dịch bệnh ở Trung Quốc. Vừa rồi là tin thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin tại Việt Nam. EU gỡ bỏ kiểm soát 4 loại rau gia vị, tiếp tục kiểm tra dư lượng bảo vệ thực vật với mì ăn liền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong quy định mới ban hành vào ngày 27 tháng 1, các nước EU đã điều chỉnh việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát một số thực phẩm nhập khẩu. Trong đó, với Việt Nam, 4 mặt hàng gia vị gồm có rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây đã được đưa ra khỏi danh mục kiểm soát chính thức và khẩn cấp. Hiện đậu bắp và ớt chuông thuộc giống Castrum cũng đã duy trì tần suất kiểm tra là 50%. Đáng chú ý, thanh long và mì ăn liền có chứa gia vị, bột nêm hoặc nước sốt chịu tần suất kiểm tra tại cửa khẩu EU là 20%. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 kể từ khi đăng thông báo. Theo thông lệ, nghị định 6 tháng một lần, Ủy ban châu Âu sẽ xem xét đánh giá mức độ vi phạm về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của các quốc gia xuất khẩu vào EU. Sau đó, khối này sẽ thông báo những thay đổi trong quy định về các biện pháp kiểm soát. Giá xăng tăng gần 1.000 đồng một lít trong kỳ điều hành bất thường. Liên quan đến xăng dầu, thưa quý vị, vào ngày hôm qua ngày 30 tháng 1, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ áp dụng từ 19 giờ cùng ngày. Theo đó, giá xăng sẽ tăng mạnh nhất gần 1.000 đồng một lít, giá dầu tăng từ hơn 500 đến gần 900 đồng một lít 1 kg. Sau tăng, xăng bán lẻ có giá từ trên 22.000 đến hơn 23.000 đồng một lít, giá dầu trên 22.500, dầu ma rút gần 14.000. Đặc biệt, trong kỳ điều hành này, Liên Bộ đã mạnh tay chi quỹ bình ổn lần lượt là 850 đồng và 950 đồng một lít với xăng E-Zon 92 và Zon 95, đồng thời trích lập quỹ 200 đồng một lít với dầu diesel. Đây được coi là kỳ điều hành bất thường bởi theo thông báo trước đó, ngày 1 tháng 2 mới diễn ra điều chỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 3 xăng dầu tăng giá. Việc điều chỉnh giá bán lẻ lần này sớm hơn 2 ngày so với quy định được cho là do các doanh nghiệp bị lỗ khi điều chỉnh giá trước đó trùng ngày 30 Tết nên hoãn. Theo ước tính, các doanh nghiệp bị lỗ khoảng 2.000 đồng một lít khiến nhiều nơi đóng cửa, nghỉ bán trong những ngày Tết. Lãi suất huy động hạ nhiệt sau Tết Nguyên đán, chuyên gia dự báo sẽ giảm dần suốt năm. Theo khảo sát, vào tuần làm việc mới sau Tết, nhiều ngân hàng tư nhân đã hạ lãi suất từ 0,1 đến 1% ở nhiều kỳ hạn. Các ngân hàng như Techcombank, Sacombank, Saigonbank, Đông Á, Bắc Á, v.v. đã đưa ra bảng điều chỉnh mới với mức lãi suất cao nhất phổ biến từ 8,5 đến 9,2% một năm, trong khi trước Tết là 9,2 đến 10,2% một năm. Thêm vào đó, để được cộng hay hưởng mức lãi suất cao nhất, khách hàng cũng phải đáp ứng nhiều điều kiện hơn. Với nhóm 4 ngân hàng nhà nước, lãi suất chưa có điều chỉnh so với trước Tết, BIDV và Vietinbank đều đang ở mức cao nhất là 8,2%, theo sau là Agribank 7,9% một năm và Vietcombank là 7,4%. Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính đánh giá, việc điều chỉnh giảm nhẹ một phần là do dòng tiền của khách đã quay trở lại. Theo ông, việc hạ lãi suất đầu vào góp phần giúp cho các ngân hàng có dư địa giảm lãi suất đầu ra, giúp giảm lãi vay, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Dự báo trong năm 2023, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính nhận định lãi suất huy động sẽ tiếp tục giảm, lộ trình sẽ là giảm dần suốt cả năm chứ khó giảm mạnh. Trong khi đó, các chuyên gia của chứng khoán Vietcombank lại cho rằng lãi suất huy động vẫn còn dư địa tăng trong năm nay, đà tăng mạnh nhất là trong nửa đầu năm, có thể đi ngang hoặc hạ nhiệt vào nửa cuối năm. Thưa quý vị, khi thời tiết chuyển mùa, nhất là thời tiết lạnh, hanh khô hoặc là mưa gió thất thường, đặc biệt là những đợt rét đậm đột ngột, thì bệnh viêm họng hay là viêm thanh quản rất dễ xuất hiện, nhất là với những người già, trẻ nhỏ và những người phải thuyết nói nhiều hay là làm việc lâu ngoài trời. Bệnh có thể xuất hiện đột ngột ngay sau khi ăn thực phẩm lạnh, nhiễm lạnh hoặc là sau một đợt viêm họng, viêm mũi, chảy dịch xuống cổ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Bích Đào,
khoa tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có chia sẻ như sau. Tại nhà, người bệnh cần giữ ấm, chườm nóng vùng cổ, uống nước giá đỗ luộc nóng, uống trà gừng, ngậm kha tử, chanh đào ngâm mật ong, v.v. Hạn chế nói hoặc là nói nhỏ hơn một chút, xúc họng bằng nước muối ấm pha loãng, nước muối sinh lý. Khi ra ngoài, cần giữ ấm nhất là vùng cổ. Đối với trẻ nhỏ khi bị viêm họng, viêm thanh quản, khả năng cao có thể xảy ra biến chứng, cần đưa tới các cơ sở y tế chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị kịp thời. Liên quan đến thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào ngày hôm nay ngày 31 tháng 1, miền Bắc vẫn chìm sâu trong rét buốt dù có nắng, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối vào đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, có nơi dưới 8 độ. Tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày nắng, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Nam Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Miền Đông có nơi dưới 19 độ. Sáng nay tại Sài Gòn, nhiệt độ dao động từ 21 đến 23 độ, trời se lạnh, nắng nhẹ. Từ trưa đến chiều, nền nhiệt tăng từ 29 đến 32 độ, trời không có mưa. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện áp cao lạnh lục địa tiếp tục chuyển xuống phía Nam khiến cho nhiệt độ Sài Gòn và các tỉnh lân cận giảm. Trong những ngày tới, không khí lạnh vẫn xuất hiện vào buổi sáng. Và những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.